Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Hiếu Minh xin giới thiệu đến các bác, đó là một chiếc vang số có cổng quang thế hệ mới, dòng cao cấp, chuyên dùng để đắp trong các phòng hát, phòng karaoke và các show diễn. Và tất nhiên là các bác nào mà gia đình yêu thích thì đều có thể dùng được các bác nhé. Thì đây là một chiếc mẫu vang số thế hệ mới của JBL sản xuất trong năm 2018 là JBL KX9002 các bạn, KX9002. Đây có number đây các bạn này, wifi này, có chức năng có wifi này, chip DSP này, kết nối app, vi tính effect. Chip DSP của con này là 24 bit, chạy 1000 MHz các bác nhé. Đây là cái thứ nó đi một số thêm các bạn, những hai group microphone, tức là hai đường mic riêng biệt, có chạy đường wifi, tức là kết nối cổng wifi các bác nhé. Thì đây không quay hộp với các bạn này. Karaoke Professional Digital Audio Processor. Đây là hình thức bên ngoài của hộp, rất là đẹp và sang trọng các bạn. Thì bây giờ em sẽ tiến hành mở máy này ra. Đây, open from here, mở ở đây. Đây, thực ra cái máy này em cũng đã mở ra rồi các bạn nhé. Thì đây là một cái dây cáp chạy USB này các bạn này, một dây nguồn. Máy thì ra là cái này nó có sim nên nó tháo ra rồi để tiện em quay phim nó dễ dàng hơn. Một cái điều khiển remote là điều khiển từ xa. Một cái đĩa chạy phần mềm, một quyển sách hướng dẫn coi nhé bằng tiếng Anh. Thì tất cả các sản phẩm về đó là Hiếu Minh kiểm tra và đóng đánh dấu mã hàng của anh Hiếu Minh Audio, mã KX9002, mã hiệu số 28, vang số JBL KX9002 coi nhé. Đấy là riêng sản phẩm của Hiếu Minh nên đều được gắn tem. Đây các bạn này, tem của Hiếu Minh Audio. Thì đây là cái, em sẽ quay cho các bác xem hình thức của chiếc máy KX9002 JBL KX9002 các bác nhé. Về cấu tạo mặt trước thì bằng một lớp kính rất là bóng và đẹp và sang trọng bác. Đây có cổng wifi này, các nút điều khiển này, effect volt này, effect tức là điều khiển này, cường độ của echo và gì vào chung, nút music volt là điều khiển âm lượng music là mic, cái này là music volt là điều khiển âm lượng của nhạc các bác nhé. Cái nút điều khiển chung và cái này con này nó có bốn nấc chống hú từ 1 đến 4 và một nút là không chống hú. Cái cổng này cổng kết nối USB chạy phần mềm và hai cái đường mic các bác nhé, hai đường mic 1 mic 2. Con này đặc trưng của nó là hai đường mic 1 mic 2 dùng riêng biệt để coi nhé, tức là được xử lý riêng biệt. Đây là cổng vào và đây là cái phần kết nối của bác này, các bác này. Đây lên sau nó còn có cổng mic A1 và B1 các bác này. Có đường kết nối tín hiệu vào BMG, AUX, VOD. Có cổng coaxial là cổng này kết nối 5.1 từ TV xuống vang rồi xuống âm ly các bác nhé. TV thì chất lượng âm thanh cũng rất là tốt, hoặc là cổng quang, đây kết nối qua cổng quang này. Và các cổng tín hiệu ra gồm có xua left, xua right, center, sub, main left, main right. Và đây cổng recoil các bác nhé, recoil tức là ghi âm nó đường ra. Đây là quạt chống nóng, quạt tản nhiệt, đây là nút nguồn. Dòng điện tối đa là 250V các bác nhé, đây là cổng vào. Đấy, hình thức của nó tương đối là sang và đẹp. Rất là sang và đẹp các bác nhé. Quay lại nữa. Cái này thì em đã có một video qua 10 giây trước khi em giới thiệu sản phẩm rồi. Các bác nào đã theo dõi kênh thì cũng đã từng biết cái con này, JBL KX9002. Đây là một dòng vang cao cấp nhất của năm 2018, được dùng thiết kế để lắp những phòng karaoke hiện đại, chuyên nghiệp để đi hát kinh doanh các bác nhé. Đấy, các bác nào mà nếu mà làm phòng karaoke thì các bác nhìn cái này, các bác nhận diện ra ngay chất lượng của nó như thế nào. Em không phải nói quá nhiều về đây nữa. Và tiếp theo em sẽ lắp vào dàn. Em sẽ lắp vào dàn các bác nhé, lắp vào dàn karaoke. Và em sẽ phân tích cái phần mềm và tính năng vượt trội của con này so với con phiên bản trước các bác nhé. JBL KX9002 rất là đẹp các bác. Các bác đợi em một phút nhé. Thưa các bác, hiện tại em đã lắp chiếc JBL KX9002 vào dàn karaoke. Thì các bác quan sát kỹ này, hiện tại em đang lắp thì gồm có một cục đẩy công suất, một quản lý nguồn, một vang số và một mic thì các bác nhé, không có thiết bị xử lý như lọc xỉ hay nâng tiếng gì hết.
thì em chỉ muốn test âm chân thật của các chiếc JBL KX9200, chiếc vang số có cổng quang các bác nhé. Đấy, thì đầu tiên em sẽ bật nguồn lên. Thì con này chạy phần mềm DSP Audio System Version 2.02 các bác nhé, phiên bản đời cao. Đấy, đây là cái... thì tiến tới em sẽ phân tích phần mềm cho các bác xem nhé. Ngoài ra, đặc biệt cái con này nữa, con thiết bị quản lý một chiếc USB các bác nhé. USB dành cho username là DSP Audio. Thì khi chúng ta kết nối vào đây, chúng ta có thể điều khiển được. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn, sẽ giới thiệu các bác là kết nối qua cổng USB. Đó thì khi kết nối qua cổng USB thì sẽ phát ra cái Wi-Fi. Wi-Fi đấy thì muốn sử dụng được thì chúng ta phải tải một phần mềm. Phần mềm này được phần mềm ứng dụng được trên Apple Store các bác nhé. Tức là phần mềm này là phần mềm chính thức trên Apple Store. Nó có tên là T Audio các bác nhé. Đây, T Audio là phần mềm được Apple Store công nhận để sử dụng ứng dụng quản lý của chiếc JBL KX9200 các bác nhé. Và em sẽ mở phần mềm ra. Đây, để thưa các bác này, đầu tiên chúng ta phải kết nối Wi-Fi này. Kết nối wifi thì ở đây nó có wifi, từ cái đấy nó phát hiện ra là DSP audio các bác nhá. DSP audio, chúng ta kết nối vào DSP audio như thế, chúng ta khi chúng ta kết nối và sử dụng phần mềm hoàn toàn làm sự chủ động sử dụng được cái máy này thôi nhá. Cảm ơn connect này, connect đấy. Bây giờ đối với nhạc chúng ta muốn to nhỏ thế này, các bạn chỉ muốn rất là dễ điều chỉnh đối với cái chiếc này các bạn nhé. Đấy, các bạn nghe thấy không? Âm lượng nhạc nhé, âm lượng mic này to nhỏ này, effect cũng có thể to nhỏ này, phần music các bạn nhé, đây phần music này, em có thể tăng bass lên này, các bạn nghe bass lên nhé. Tức là feedback này, tắt feedback này, chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3, chế độ 3, 3 chế độ feedback các bác nhá. Music thì con max volume là 84, mic là 84. Đấy, bây giờ chúng ta không muốn kết nối nữa, chúng ta phải ấn vào đây, đây là không muốn kết nối nữa, chúng ta phải ấn vào đây bỏ ra các bác nhá. Rất là dễ sử dụng thôi. Đây là một ứng dụng cực kỳ dễ thuận tiện trên điện thoại. Còn bây giờ em sẽ phân tích trên cái phần mềm này. Phần mềm này thì cũng cực kỳ dễ sử dụng các bác. Thì nói thật với các bác là chiếc vang số KX9200 này là dùng cho một không gian hát rất là chuyên nghiệp. Hiện nay thì Hiếu Minh Audio đã nhập về để cung ứng. Nói thật với các bác là so với giá tiền mà Hiếu Minh bán cho các bác thì con này cực là rẻ so với những tính năng mà nó đem lại.
cực kỳ rẻ luôn các bác nhé. Thứ nhất là nó có kết nối được trên điện thoại để cực kỳ dễ sử dụng. Thứ hai là phần mềm này kết nối trên vi tính cũng rất là dễ sử dụng luôn. Đặc biệt những chức năng trên phần mềm này em sẽ phân tích kỹ hơn. Đây các bác, em sẽ bật tê audio, em sẽ kết nối này, kết nối qua cổng USB các bác nhé. Kết nối qua wifi thì cũng được, qua màn hình wifi cũng không sao cả, nhưng em hiện tại đang kết nối USB là dễ nhá. Thì đầu tiên em phân tích cái phần music nó có 15 cần biến đổi điều chỉnh tần số music, nó không khác gì một chiếc equalizer các bác. Nếu các bác biết điều chỉnh cái này nó equalizer ấy thì âm thanh của nó cũng nghe rất là khác biệt, bass chép tất cả tần số từ 20Hz đến 20kHz các bác nhá, không khác gì một chiếc equalizer. Đây em sẽ cho nhạc, âm nhạc to lên tí để em điều chỉnh lên. Đây em chỉ cần phần equalizer các bác cần, các bác cứ nghĩ như đang sử dụng một chiếc lọc xì nhà bác nhá. Nâng phần bass này các bác này. Đấy, phần bass nó sâu hơn. Các bác nghe chưa? Còn nếu mà muốn kép nó nhảy nó giòn mà nó nghe nó giòn mà dễ nghe, các bác chỉ nâng cái phần này cho em. Đấy, các bác nghe thấy không? Đấy, kép nhảy lên đây tách ngay. Không khác gì một chiếc equalizer nếu biết sử dụng. Em sẽ nâng nhẹ nhàng từng phần tần các bác nghe này nhàng. Đây các bác nhé, đấy. Em sẽ trở về chế độ EQ reset, tức là chế độ ban đầu các bác nghe nhé. Đấy, âm lượng tất cả các phần bass chép, trung chép nó đều giảm hoàn toàn. Vậy nếu mà chúng ta biết cân chỉnh một cách hay, rất là hay, thì cái này mang cái âm thanh cực kỳ tuyệt vời, không khác gì một cái equalizer. Mua một chiếc mang số nhưng tích hợp cho nó một chiếc equalizer, rất là hay các bác nhé. Tiếp tục em sẽ giới thiệu ở đây cái phần này thì kết nối auto tự động 5 phần kết nối cổng các cổng các bác nhé: VOD, AUX, BMG, Coaxial và Optical. Đây là em nói lại, cái con vang số này là một con vang số đời cao, xử lý chip 24 bit 1000 MHz các bác nhé. Đây là một chip đời cực kỳ cao luôn. Phần mic thì em sẽ phân tích tiếp. Thì riêng cái con này thì thật các bác là những cái dòng mà bán thị trường như dòng CISO 360 hay cái dòng JBL KM6006 thì cũng không thể sánh được với cái này, vì cái này là bản nâng cấp của con 6006 rồi, nó là KX9002. Còn do cái dòng CISO thì không thể ăn được. Chất âm của nó mang lại rất là sáng. Trong lúc em sẽ điều chỉnh cho bác cực âm thanh cực sáng luôn nhé. Tiếng mic này, tiếng mic hai phần riêng biệt các bác nhé. Giả sử đây là mic A. Mic A thì dùng cho nam, mic B dùng cho nữ, hoặc là dùng cho MC hoặc ca sĩ riêng biệt hoàn toàn các bác. Đây luôn. Đây mic A điều chỉnh xuống này. Điều chỉnh gạt này lên này. Mic B thì các bác nhé, mic B vẫn hoàn toàn chữ không, mic B điều chỉnh được gì được, đấy, mic A, đấy, như thế là con này có tính năng điều khiển hai mic riêng biệt. Và thưa các bác, xin thông báo là Hiếu Mic Audio đã thuần phục được cái JBL KX9002 này, có thể điều tinh chỉnh lời hát rất là ngọt ngào và mềm. Và sau đây em dần em sẽ từng trình tự giới thiệu cho các bác nhé, và em thử cái tiếng mic các bác này, các bác cùng thử tiếng mic nhá. Đây là mic Shure UGX10 Hanama các bác nhé. Em sẽ tắt tiếng nhạc đi để thử cho nó nghe rõ ràng hơn. Alo 666, các bác nghe rõ ràng không? 666. Nếu chúng ta để ở chế độ mặc định các bác này. Kéo bớt phần bass xuống và tăng phần nhẹ, phần trung và chép lên thì âm thanh nó hoàn toàn biến đổi. Đấy, chỉ cần kéo nhẹ thế này thôi, không cần quá nhiều các bạn, không cần quá nhiều phức tạp là gì, gạt lung tung lên được, nó cũng đã khác hẳn. Sáu sáu
các bạn nghe không, tiếng nó bay mình nhận ra rất nhiều nhé, nó bay luôn. Tức là cái phần này nếu chúng ta biết điều chỉnh mic ấy, thì nó không khác gì một chiếc nâng tiếng. Tiếng mic của chúng ta bay và cao hơn, hát nó cực kỳ nhẹ nhàng. 6 6 6. Nếu chúng ta biết điều chỉnh cao lên một chút thì chúng ta điều chỉnh cao một tí thôi, thì chúng ta chỉ cần thở một hơi nhẹ nhàng là tiếng mic nó cũng đã ra, và không cần quá gần hơi lên để hát. Nó rất gọi là mic nó rất là hút và bay. 6 6 6 6 6 rất là nhẹ nhàng vâng, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi cái qua điều chỉnh thì nó độ nhạy bắt mic rất là tốt. 6 6 khi các bác hát thì nó không khác gì một chiếc nâng tiếng ở, vì vậy nên là em đánh giá rất cao cái con này. Trong bản thân nó là một chiếc vang số, khả năng điều chỉnh cái tần âm tần cho chúng ta hát điều chỉnh echo gì vậy, ngoài ra còn khả năng tích hợp nhưng không khác gì một chiếc equalizer. Vì tất cả cái này các bác này để ý, tất cả cái phần mic A cũng có điều khiển 15 giải tần và mic B cũng có điều khiển 15 giải tần khác nhau, biến đổi từ 20Hz đến 20kHz đấy nhá. Đây là một ưu thế vượt trội của con này. Tuy chúng ta biết điều chỉnh rất là nhẹ nhàng, gạt lên âm thanh nữa hoàn toàn biến đổi và tiếng mic của chúng ta cũng rất là nhẹ nhàng rồi. 6 6 6 6 6. Và đây là cái phần echo gì vật các bác này, gì vật này, để chế độ level 21 em sẽ tắt gì vật đi, em thử gì vật, em thử mỗi tiếng echo các bác xem nó như nào nhá. 6 các bác nghe rõ không, nó rất là ngọt ngào nhá. 6 6 6 6 6 đây là chế độ hoàn toàn mặc định các bác nhá, chưa có gì biến đổi nhiều. Và đây là phần echo này, echo em để đây, giờ em tắt echo đi, em cho gì vật đi, gì vật quá nhé. 6 các bác nghe không? Nó rất là sâu, gì vật rất sâu, sâu sâu. 8 4 4 các bác nghe không? 4 rất là sâu nhé, 4 4 4 4. Và bây giờ em sẽ cho tất cả vào chế độ ban đầu, tức là EQ reset, tức là chế độ mặc định của nhà sản xuất. Chế độ mặc định của nhà sản xuất nó rất là hay rồi các bạn. Chế độ mặc định của nhà sản xuất cũng cực kỳ hay rồi. Nó không, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng điều khiển mà nó cũng đã thay đổi cực, nó là có sự thay đổi rất là nhiều. Và phần system là phần quản lý các bác nhé. Phần system quản lý thì nó có tất cả là 10 phần lưu 10 chế độ. Và bên em đã cài sẵn 4 đến 5 chế độ ở đây các bác nhé. Chế độ hát karaoke, chế độ 2, chế độ 3. Chế độ 2 bên em cài là chế độ echo, chế độ 3 là chế độ gì vật, chế độ 4 là chế độ nghe nhạc các bác nhé. Chế độ nghe nhạc em đã lưu hết vào đây thì các bác phải tinh chỉnh hết thì các bác rồi. Các bác là chỉ cần về việc và sử dụng thôi. Thì tương ứng với các chế độ thì trên cái remote này, tức là cái điều khiển từ xa này cũng đầy đủ chế độ các bác nhé. Ví dụ như là chúng ta ấn số M1 vào cái này thì trong đến cái vang số kia thì nó sẽ biến đổi kênh 1 các bác nhé. Thì đây ví dụ em gọi kênh 1 ra này, kênh 1 đây em ấn vào mode 1 này, mode 1 em sẽ gọi kênh 1 ra các bác nhá. Bây giờ kênh hát ok các anh nghe này. Đấy, nghe cái âm cát đang cài đặt này. Các bác nghe nhé. Alo. 6 6 chế độ rất là mềm các bác, mềm mại nhá. Alo. 6 6 6 6 đây là phần nhạc, phần nhạc tông nhạc các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cho tăng phần nhạc lên các bác nghe này. Bây giờ em sẽ ngắt kết nối này nhá. Em bỏ kết nối qua này. Đây là cái chế độ nó đang là kênh 1 các bác nhá. Kênh 1 em sẽ ấn vào kênh 1 này. Và bây giờ em sẽ chuyển về kênh 4, các bác nghe âm nhạc này khác này nhá. Hôm nay ở kênh 4 là kênh thì em là gọi là kênh nghe nhạc hay là kênh nâng tiếng ấy các bác. Thank you.
thì các bác sẽ chuyển sang kênh 4 cho em. Kênh 4 là kênh em đã cài đặt sẵn rồi các bác nhé. Nghe nhạc nó khác hơn nữa ha. Và có thể em sẽ cho một bài hát khác đi. Em sẽ chọn bài khác các bác nhé. Nhạc đám cưới thử nha, xem nào. Nhạc loa bát tiếp loa các bác thử nha, đoạn nha. Các bác thử nghe bài này nha. Đây là chế độ 1 này. Các bác nghe tiếng khi em bấm lên chế độ 4 nhá, tiếng của nó rất là sáng. Âm thanh khi nó phát ra nó rất là sáng, tiếng trống rất là sâu và chép cao. Dùng để chế độ nghe nhạc các này. Chế độ 4 nhá. Chế độ 4. Chế độ 1 luôn này. Như vậy để đánh giá một cái, để đánh giá một chiếc mang số này thì thực ra nó rất là hay. Em kết luận một số điểm như sau. Tắt nhạc qua cái điều khiển này các bác nhá. Mic volume này. Mic volume này, em sẽ giảm đi này. Đấy giảm đi các bác nhá. Và music volume này. Đấy em đã giảm về 0 này, đã giảm về 0 không nói nữa. Thì kết luận lại về cái con vang số có cổng quang JBL KX9002 này là một con phiên bản mới ra, tích hợp đầy đủ. Tích hợp đầy đủ và là phiên bản hiện đại nhất, gồm có điều khiển bằng phần mềm trên máy vi tính, nối với giải nhạc là có 15 giải tần, điều chỉnh rất là chi tiết. Cái thứ hai là phần music có hai phần mic riêng biệt, cũng điều khiển rất là chi tiết với 15 giải tần. Cái thứ ba tiếp tục đó là có khả năng kết nối qua USB và sử dụng điện thoại rất là tiện lợi các nhá. Phần mềm rất là tiện lợi, các bác nào mà biết sử dụng điện thoại thì khi đó các bác làm chủ với cái làm chủ của phần mềm đây các bác này, kết nối DSP audio. Nếu mà các bác nào có nhu cầu mà mua thêm cái USB Wi-Fi này thì em sẽ bán kèm theo cho các bác. Các bác rất dễ dàng làm chủ với một chiếc vang số mà xưa nay, phải nói là xưa nay các bác rất sợ khi điều khiển vang số, nhưng khi có cái Wi-Fi này thì chúng ta rất là dễ dàng các bác nhé. Không khó gì khi chúng ta nghe mà nó không hay, người cài đặt mà chúng ta không ý, chúng ta chỉ cần vào phần mềm chúng ta di đây, ví dụ em vừa để điều chỉnh về không, em chỉ cần điều khiển trên đây các bác này, em kết nối đây này, đấy kết nối đã, đấy các bác nhìn không, kết nối này, bỏ kết nối nhá, đây còn kết nối lại các bác nhá. Đấy bây giờ tăng nhạc lên này, tăng mic lên này, tăng chép ban đầy đủ hết các bác nhá. Đây là một thế mạnh của con JBL KX9002. Nếu mà chúng ta biết tinh chỉnh thì tiếng lời của nó rất là sáng, mic của nó bắt nên rất là nhạy, cùng cái khoảng trống bass rất là sâu và chép nó cao và rất là trong veo các bác nhé, nó là trong veo. Thì cái con này em đánh giá rất là cao và giá tầm giá của em đưa ra thì cực kỳ vừa phải. Nó là một phiên bản hiện đại nhưng mà không phải giá của nó quá cao. Thì Hiếu Minh Audio luôn đưa ra tiêu chí là làm sao cho các bác dùng hàng chất lượng tốt nhưng giá cả luôn luôn là làm sao tiết kiệm nhất có thể. Trong tất cả các video clip của Hiếu Minh đưa lên đều đề cao cái tính này, hàng chất lượng, giá nhập về rẻ, bán rẻ, không bán cao, không ăn dày các bác nhé. Đấy thì về cái con này thì có điều gì em phải nói nữa không nhỉ, để em xem này. Có mic này, music này, 12 cần gạt này, tích hợp qua cổng wifi kết nối này, và thiết kế sang trọng này, rất là đẹp các bác nhé. Thì đây là tất cả những cái gì về cái vang này. Hôm sau thì có điều kiện hơn thì em sẽ cho các bạn nhân viên, nhà em thì có đến 7-8 nhân viên, em sẽ cho các bạn nhân viên thử và sẽ đăng lên cho các bác xem thử một lần nữa tiếng hát karaoke của cái này. Thực ra thì cái con này nó là một con đời cao rồi, đánh giá nó rất là tốt rồi, nhưng mà cũng cần thêm một video clip để các bác thêm sự tin tưởng hơn. Và cái video clip này em sẽ
kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Đây các bác xem,